Mai có đi bầu cử không à? Mình thấy có bảo tin nhắn này, mai mình ra như nào, dịch dã mình ra mình xem các bạn ạ. Chăm like thế, cuối tuần mà các bạn, cuối tuần mình không có đi đâu cả. Đang ăn bánh mì biu biu, xem biu biu, cuối tuần vui vẻ, cảm ơn Vinh vui vẻ nhé. Cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn Vinh vui vẻ rất nhiều. Có lẽ nên chuyển qua bên này đứng phong thủy, phong thủy. Ông bà mách bảo là sẽ lên sang bên này đứng nó sẽ tốt hơn. Có vẻ như thế các bạn ạ, chứ mình đéo chắc lắm nhưng mà có vẻ như thế. Anh Biu ơi, người yêu em đang giận em chỉ vì em follow gái mà không đặt ảnh đại diện là ảnh của nó. Bạn mà thôi, các bạn đừng nghe theo mình, các bạn hiểu không? Các bạn đừng nghe theo mình vì nó rất là dở hơi, tại vì mình đã 30 tuổi rồi. Các bạn mà lại làm những thứ giống mình thì nó rất là dở hơi, nó không đúng. Chứ nếu như bản thân mình bây giờ mà, nếu như mình bây giờ mình sẽ nói là em thử nghĩ xem bố mẹ anh còn chưa đặt lên hình đại diện đây này. Các bạn không thể nào nói chuyện với lại và cũng không nên, bởi vì thật ra là như mình thì hơi nhạt các bạn, cuộc sống của mình nó cũng nhạt mà. Tán tỉnh nhau nó phải khác. Bản thân mình cũng chả giấu các bạn là bản thân mình là người mà tán tỉnh gái gú mà nó không có hợp lý đấy, mình cũng nói thật với anh em như thế. Tán tỉnh gái gú nó cũng không ấy. Ngày xưa mình tán gái hay là đi nói chuyện với gái, mình chỉ có lắng nghe câu chuyện của họ các thứ, còn những cái kiểu đấy giận dỗi này kia mình không có. Mình suy nghĩ đơn giản lắm, bây giờ giận cái gì thì giải quyết ở trên vấn đề đấy, mà còn không muốn giải thích mà vẫn kiểu muốn cảm xúc thì ra chỗ khác chơi, thế là sao. Cảm ơn Hào nhé, thật sự của anh. Cảm ơn Lê Quang Duy, mẹ tên ông này giống ông sọp bãi đái. Bây giờ thật ra đồ này mình lên cho nó một cái vút bẫy các bạn ạ, thật sự luôn. Bài này rất là nên có một cái vút bẫy anh em ạ, tại vì chúng nó hình như có sát thủ sao ấy. Sọp bây giờ bên Trung Quốc mẹ thi đấu thành công này, mấy năm nữa về đã biết trở thành mẹ đại gia cái gì các bạn nhỉ. Mình cũng chả biết nhưng mà có thi đấu thành công phết, thi đấu thành công phải cứt luôn đấy. Thôi lên còn 2 level nữa đấy các bạn này. Hơi mất chuỗi tháng một tí, cũng hơi buồn đấy, nhưng thật ra con suy vong là ok lắm này. Chỉ để vá thôi các bạn ấy, chỉ để vá thôi, chỉ để vá tạm mà chơi phút này thôi, hợp lý vãi đái là gì nữa. Hay, đúng rồi, hợp lý vãi đái luôn các bạn thấy không, hợp lý vãi đái luôn. Tình thế liền, pha xử lý tình thế liền các bạn. Ta xử lý tình huống liền luôn á. Quá hợp lý các bạn này, quá hợp lý luôn đấy. Quá hợp lý rồi các bạn ạ. Quá hợp lý, pha đẩy level quá hợp lý rồi. Tôi nghĩ là không thể hợp lý hơn được nữa. Sổ số miền Bắc kết quả trận trước 688. Ui, bảo Google biết XMB là sổ số miền Bắc luôn ạ. What? Mày được vãi lắm em ơi. Quả Google căng thật sự. Gấu này. Đây rồi. Các bạn biết mình kiếm con gì không? Thần sứ này, được này. Fail, bây giờ phải có một con thuật sĩ nữa. Vào đây thì kích thì mới đẹp được. Hơi toang các bạn ạ. Đây các bạn ơi, thế này. Cạo râu cho nó đẹp trai anh. Hợp lý hơn này các bạn ơi, hợp lý. Có vẻ là hợp lý hơn rồi đấy. Ngày mới vui vẻ Apiu. Ok, cảm ơn bạn, ngày mới vui vẻ bạn ơi. Ôi ôi các bạn ơi. Bây giờ đổi đồ của con. Bây giờ có con Timo nhỉ. Mình sẽ đổi đồ, thấy nó đang cầm giáp thiên thần. Thế mới dở ấy. À đây à. 1, 2, 3. Chuẩn đồ. Cũng được các bạn ơi. Cũng được. Cũng là ok các bạn ạ. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có các bạn ơi. Ơ kìa, sao nhỉ? Bạn sao nhỉ? Sao bị kéo vào đấy mới căng như thế? Thế mới buồn, bị kéo vào đấy các bạn ơi. Giáp thiên thần thì Kennen cũng ngon không? Kennen là kiểu gì nó cũng ra là skill rồi. Kennen, giáp thiên thần early thôi. Late game thì nó không cần thiết nữa, bởi vì đằng nào nó cũng ra là skill rồi. Đấy, đây, nhảy quả này ngon này các bạn ơi. Ui rồi.
Ui ôi ôi, đặt bom kìa. Ui ôi, đặt bom kìa, cả bản đồ luôn. Cả bản đồ, tôi nói các bạn nghe là cả bản đồ luôn ấy. Tôi nói các bạn nghe là cả bản đồ luôn. Ui, bài này căng này, bài này khó chịu này. Mình cần một cái kháng phép các bạn hiểu không? Qua xem mới đi Tây mà nay lên PC rồi lên à. Lên ngay như các bạn, lên ngay như này. Lên ngay các bạn ơi, lên ngay. Ở lên level xong rồi mình kích được các bạn ạ. Lên level xong rồi đưa con reo này vào. Ti có giao điện giảm sẵn rồi anh ơi, bỏ Garen đi ạ. Ơ nó có đè không các bạn ơi? Có bạn nào có thông tin không, nó có đè không? Khám phép có cộng bồi được không thì cứ đến tối thấy khoa học. Cảm ơn Hải Đăng nhá, thank you. Các bạn hiểu ý mình không nhỉ? Nó có đè không? Ví dụ như cái này là đang trừ là 70%, có là cái đè của cái này nó có cộng dồn không nhỉ? 70% trong 10 giây này, nó cộng dồn không các bạn? Nó có cộng dồn hay sao các bạn? Để thật ra mình đéo thử được, để tí mình thử lên level. Tại vì con này ra skill nhanh hơn con reo nó hay bị cản đấy. Có stack thì rất là ngon các bạn. Nếu mà có stack thì rất là ngon, bởi vì con này giảm 70%. Con này giảm 70% trong 10 giây. Con này là giảm 70% trong 5 giây. Xong rồi con này kiểu gì chả ra được skill, chẳng qua là... Papil nghĩ sao về xuất khẩu lao động mùa dịch? Hơi nguy hiểm, không phải là nguy hiểm về tính mạng, cũng là cái sự an toàn của các bạn nó không được đảm bảo thôi. Vì bây giờ mà ví dụ như là các bạn đi tập này cũng đi được đâu. Bạn có nhầm không chứ, tập này là sao đi được. Ui dồi ôi, đứng ở góc đấy để bố mày ném thì. Ui dồi ôi, đứng ở góc đấy để bố mày ném thì. Tập mày đâu có máy bay bay ra nước ngoài đâu nhỉ. Bạn đợi dịch giã nó ổn thôi thì đi. Tiền kiếm cả đời mà các bạn. Top 3 các bạn ơi, top 3 rồi. Kim rẹp thay Garen à? Thay Garen mất cái trừ kháng phép thật sự với cái mất cả hiệp sĩ nữa. Chết mẹ, skill thì đau thế nhỉ. Alo bạn ơi. Alo bạn ơi. Nó trừ nhiều kháng phép phết đấy các bạn. Nó ném một phát bọn này chết luôn mà. Kháng phép của con này còn có 93. Bình thường là bao nhiêu nhỉ, mình phải nhìn cái đã. Ôi top rồi các bạn ơi. Kích kỵ sĩ đi. Kỵ sĩ mình đang ngon này. Kích luôn các bạn ạ. Timo tiếp rồi. Cái kỵ sĩ còn đéo là bây giờ nhỉ. Con này đi cho nó đỡ bị cool các bạn này. Mày xếp kiểu gì? Chúng mày định xếp kiểu gì? Xếp sang bên đấy đúng không? Lách nhạc lắm, mấy người này lách nhạc lắm các bạn ơi. Nó định bài vở với mình các bạn hiểu không? Nó định thách đấu với mình các bạn hình dung không? Ở cái rank kim cương mà nó lại làm những cái hành động thách đấu với mình, các bạn hình dung ý mình nói không? Nó định đéo định chơi bình thường với mình, nó định sắp bài, nó định kiểu lách cái này kia, các bạn hình dung không? Ủa anh? Ăn cứt nha. Ui! Nó định thách đấu với mình, các bạn hình dung không? Nó định thách đấu với mình chứ còn gì nữa. Nó định kiểu dây cuối cùng, kiểu swap sủn đứng, try hard các thứ, xong rồi lách ra lách vào các thứ, các bạn hiểu không? Gắt liền các bạn ơi, phải gắt liền. Nó định Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị cử tri cả nước. Ngày nào cũng tin nhắn các bạn ạ. Gọi là các bác sát sao cực kỳ luôn đấy, các bác sát sao gọi là khẩn trương. Cái căng quá à ấy. Không đúng mà, các bạn nhìn thấy không, có đổi bên thì nó tính toán rồi các thứ.